cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn là doanh nghiệp đã có bề dày hơn 22 năm chuyên sản xuất các loại bao bì từ hạt nhựa PP và giấy Kraft. Trải qua hơn 22 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã và đang khẳng định được vị thế của mình trên thị trường sản xuất và cung cấp vỏ bao xi măng trên toàn quốc. Công ty đã mang đến nhiều sản phẩm bao bì chất lượng, an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường và đồng hành cùng nhiều thương hiệu xi măng nổi tiếng của các nhà máy lớn trong và ngoài tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam như xi măng Bút Sơn, xi măng Bỉm Sơn, xi măng Hoàng Mai, xi măng Tam Điệp, xi măng Hạ Long, xi măng Hoàng Long, xi măng Xuân Thành, xi măng Vicsai, đi khắp các công trình trên mọi miền Tổ quốc. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, công ty là một trong đơn vị thực hiện cổ phần hóa đầu tiên trong Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Và từ ngày 1 tháng 5 năm 2003, công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, ngày 28 tháng 12 năm 2005, cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã chứng khoán BBS. Giai đoạn này, ban lãnh đạo công ty tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến, đổi mới thiết bị sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên. Từ khi hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần, ngoài việc tuân thủ theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và trách nhiệm với các nhà đầu tư trong công tác quản trị và điều hành, thì mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được chủ động hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Từ việc định hướng chiến lược kinh doanh, thị trường đầu ra đến việc đầu tư máy móc, thiết bị, điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Sự thay đổi này đã mang đến nhiều thách thức nhưng cũng đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn bứt phá và có được vị trí như ngày hôm nay. Sự trưởng thành của công ty đã được chứng minh và ghi dấu bằng những kết quả ấn tượng. Năm 2008, sản lượng sản xuất đạt 32,5 triệu vỏ bao một năm, tăng 30% so với công suất thiết kế và tăng 15%, doanh thu đạt 135 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 tỷ đồng, tăng gấp trên 3 lần so với năm 2003. Năm 2009, sản xuất đạt 43,8 triệu sản phẩm, tăng 34% so với năm 2008. Lợi nhuận đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 89,7% so với năm 2008. Nhiệm kỳ 2011-2016, công ty đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt 6 trên 8 chỉ tiêu mà Đại hội Cổ đông đầu nhiệm kỳ đã đề ra. Nâng công suất nhà máy lên 75 triệu sản phẩm một năm. Năm 2014, công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền bao dán đáy. Đây là công nghệ sản xuất bao tiên tiến và là đơn vị bao bì đầu tiên tại miền Bắc đầu tư dây chuyền sản xuất bao dán đáy. Tỷ lệ trả cổ tức duy trì ổn định mức 12% một năm. Quỹ đầu tư phát triển tăng và được bổ sung hàng năm. Nguồn vốn luôn được bảo toàn và phát triển, việc làm được duy trì ổn định, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên. Với những bước tiến mạnh mang tính đột phá và bền vững, trong thời kỳ này, các chỉ tiêu tài chính so với giai đoạn chưa đầu tư mở rộng năm 2008 đều liên tục tăng trưởng và phát triển mạnh. Cụ thể là, năm 2014, kết quả tiêu thụ đạt 59,4 triệu sản phẩm, tăng 1,8 lần, doanh thu đạt 419,3 tỷ đồng, tăng 3,6 lần, lợi nhuận đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 1,3 lần, nộp ngân sách nhà nước đạt 8,9 tỷ đồng, tăng 1,7 lần, thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt 7,8 triệu đồng một tháng, tăng gấp 2 lần. Năm 2015, sản lượng sản xuất vỏ bao đạt 54 triệu bao, sản lượng tiêu thụ vỏ bao là 53,3 triệu bao, đạt doanh thu 389 tỷ đồng, tiêu thụ mảnh dệt 1.338 nghìn tấn, lợi nhuận đạt 10,76 tỷ đồng, nộp ngân sách 8,7 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến năm 2018 là giai đoạn đánh dấu sự phát triển, chuyển mình vượt bậc của công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với sự đầu tư đúng đắn nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Việc đưa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015 và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OSAT 18001-2007 vào các lĩnh vực hoạt động của công ty cũng góp phần đưa quy mô công ty lên tầm cao mới, phù hợp với xu thế hội nhập nền kinh tế của đất nước và cộng đồng quốc tế. Tổng mức đầu tư của giai đoạn này lên đến trên 150 tỷ đồng cho các hạng mục như tăng diện tích nhà xưởng từ 6.000 m2 lên 15.000 m2, đầu tư máy móc thiết bị đồng bộ từ các nước nổi tiếng châu Âu, Cộng hòa Áo và Cộng hòa Liên bang Đức, tăng năng lực sản xuất vỏ bao dán đáy từ 25 triệu bao một năm lên 60 triệu bao một năm trong tổng công suất sản xuất vỏ bao xi măng các loại
là 110 triệu bao một năm. Đầu tư sản xuất sản phẩm mới bao Sling và Jumbo với công suất 1 triệu sản phẩm một năm. Số lượng lao động tăng từ 280 lao động lên 500 lao động như hiện nay. Với nguồn vốn khổng lồ trong giai đoạn này, công ty cổ phần Vicen Bao bì Bút Sơn đã có sự phát triển vượt bậc, được ghi nhận bằng kết quả cụ thể của năm 2018 như sau. Sản lượng vỏ bao xi măng sản xuất và tiêu thụ đạt 85 triệu sản phẩm. Sản lượng vỏ bao Sling và Jumbo sản xuất và tiêu thụ đạt 0,6 triệu sản phẩm. Doanh thu đạt 480 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,5 tỷ đồng. Nộp ngân sách đạt 10 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt trên 8 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự trưởng thành, chuyển mình vươn xa của công ty, đồng thời cũng khẳng định được hướng đi đúng đắn, chiến lược phát triển bền vững và sự quyết đoán của ban lãnh đạo, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên trong hơn 22 năm qua. Công ty cổ phần Vicen Bao bì Bút Sơn thành lập năm 1996, sau 23 năm hình thành và phát triển. Công ty đã trải qua không ít những khó khăn, đến nay sau thời gian đầu tư đổi mới công nghệ, công ty đã tạo được những kết quả thành công nhất định và đã tạo được vị thế trên thị trường. Để đạt được những thành công đó, thay mặt lãnh đạo công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thế hệ người lao động và xin gửi lời tri ân đến các khách hàng đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Với những kết quả đã đạt được cùng mục tiêu chiến lược đang đề ra, tầm nhìn đến năm 2030, công ty sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn và thương hiệu uy tín về sản xuất bao bì tại Việt Nam, đồng thời hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm sang các nước trong khu vực. Song song với chiến lược phát triển công nghệ kỹ thuật sản xuất, thị trường tiêu thụ, thì chiến lược phát triển nguồn nhân lực và môi trường làm việc cũng được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển tổng thể của công ty. Trong những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu thực tế của công ty cũng như yêu cầu của xã hội, ban lãnh đạo mạnh dạn sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ trẻ, được đào tạo cơ bản và có trình độ và kỹ năng làm việc tốt, tâm huyết với công việc và gắn bó với công ty. Cùng với đó, công ty không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ, phương tiện làm việc để tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn cho người lao động. Để tạo động lực làm việc cho người lao động có hiệu quả, tâm huyết, gắn bó với doanh nghiệp, ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho người lao động, như hàng năm đều tổ chức đi tham quan, nghỉ hè, tổ chức các hoạt động vui chơi định kỳ. Các tổ chức công đoàn, nữ công gia chánh, đoàn thanh niên cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động quan tâm đến con em cán bộ công nhân viên lao động trong công ty vào các dịp như Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, rằm Trung Thu. Lực lượng lao động trẻ của công ty hiện nay không những làm việc sáng tạo, hiệu quả mà còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa thể thao. Tháng 8 năm 2018, đội bóng của công ty tham gia hội thao Vicem 2018 do Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng tổ chức đã đoạt chức vô địch giải bóng đá nam toàn Vicem. Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với hơn 22 năm phát triển, trưởng thành đã xây dựng được văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng. Và cũng thật tự hào khi ngày 31 tháng 12 hàng năm, công ty đều tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ để cùng ôn lại những thành quả đã gặt hái được, đồng thời tri ân những đóng góp, những tình cảm tốt đẹp của toàn thể cán bộ công nhân viên đã và đang đồng hành cùng công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn trong suốt chặng đường 22 năm qua. Nhân dịp bước sang năm mới 2019, tôi xin gửi lời chúc đến các đối tác, bạn hàng và tập thể người lao động trong công ty một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cùng với xu hướng của cách mạng công nghệ 4.0 trên toàn cầu, với tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và nguồn nhân lực hiện có, công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn tin tưởng sẽ luôn thay đổi để phát triển phù hợp với xu thế của xã hội. Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn chuyển mình vươn xa.